Vâng, trước tiên thì cảm ơn đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nhận lời tham gia vào chương trình phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị ạ. Vâng, thưa đồng chí, trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 tới đây, thì hội nghị gặp gỡ giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Đây là một cái sự kiện hết sức quan trọng, về nó có cái ý nghĩa như thế nào ạ? Hội nghị được tổ chức tại Quảng Trị đã chứng tỏ sự quan tâm của các bộ ngành trung ương, các địa phương, các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Thái Lan đối với tỉnh Quảng Trị trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực, với vai trò Quảng Trị là điểm nhấn trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Hội nghị là một cơ hội quan trọng để Quảng Trị giới thiệu và quảng bá các tiềm năng, lợi thế của mình với các đại biểu, đặc biệt là các đối tác Thái Lan. Hội nghị còn là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các doanh nghiệp Thái Lan gặp gỡ, kết nối để xúc tiến các cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, Đại sứ quán Thái Lan và tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, chúng tôi xem rằng đây là một cơ hội để Quảng Trị lắng nghe ý kiến quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư, để trên cơ sở đó hoàn thiện các cơ chế chính sách trong việc thu hút đầu tư, để hiện thực các mong muốn thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Quảng Trị trong những năm tiếp theo. Vâng, thưa đồng chí, trong khuôn khổ diễn ra hội nghị lần này thì có rất nhiều hoạt động. Về hoạt động nào sẽ là trọng tâm và với phương diện là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị lần này thì đồng chí có kỳ vọng gì sau hội nghị ạ? Hội nghị gồm có hai phiên chính, đó là phiên gặp gỡ Thái Lan dành cho lãnh đạo và chuyên gia các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước cùng các đối tác của Thái Lan thảo luận về hai chủ đề: năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, và hội nhập chuỗi cung ứng trên hành lang kinh tế Đông Tây. Đây là các định hướng lớn và đang nhận được nhiều sự quan tâm của chính phủ cũng như các bên liên quan để huy động các nguồn lực phát triển đất nước, phát triển các tỉnh nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, trong đó có tỉnh Quảng Trị, nhanh và bền vững. Phiên thứ hai là phiên gặp gỡ Quảng Trị Thái Lan dành cho các cơ quan doanh nghiệp của tỉnh và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang quan tâm đến Quảng Trị, gặp gỡ các đối tác Thái Lan để có những thảo luận sâu hơn, cụ thể hơn về những quan tâm của cả Quảng Trị và Thái Lan trong việc xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào Quảng Trị. Ngoài ra còn có các cái sự kiện bên lề như triển lãm các cái gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và Thái Lan, các phiên gặp gỡ trực tiếp song phương giữa các doanh nghiệp và các chương trình tham quan thực địa để kết nối các doanh nghiệp. Có thể nói hội nghị gặp gỡ Thái Lan là sự khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ kết nối tiếp theo để từng bước hiện thực các mong muốn của các bên về đầu tư, thương mại và du lịch giữa các tỉnh thành của Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng và các đối tác Thái Lan trong tương lai. Thưa đồng chí, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra hội nghị gặp gỡ giữa Việt Nam và Thái Lan. Vậy thì đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để hội nghị lần này được diễn ra một cách tốt đẹp ạ? Có thể nói với một khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, thì công tác chuẩn bị đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành về nội dung, về chương trình, về hậu cần và về công tác lễ tân. Tính đến thời điểm này đã có trên 500 đại biểu đăng ký tham gia, với nhiều đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố trong cả nước, các chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế và các ngân hàng thương mại lớn, các cơ quan ngoại giao,
kinh tế, thương mại của Thái Lan và các tỉnh của Thái Lan có quan hệ trực tiếp với Quảng Trị. Đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp hàng đầu đến từ Thái Lan và trong nước cũng như trong tỉnh Quảng Trị. Số lượng đại biểu đăng ký đã vượt so với dự kiến ban đầu là 350 đại biểu, đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của các đại biểu đối với hội nghị này. Tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện kinh tế đối ngoại đang được trông đợi sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 năm 2023. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam đã nhận lời vào chương trình phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị ạ. Vâng, xin cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị.